Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh của chúng tôi. Thưa quý vị, khi áp lực cuộc sống tăng cao, mọi người thường tìm đến những nơi để giải trí, giảm stress. Và một trong những địa điểm được các quý ông quý bà lựa chọn đó là các quán massage thư giãn. Liệu massage có phải là mục đích chính hay còn hệ lụy nào nữa? Sau đây là lời tâm sự của một massage nam chia sẻ về sự dữ dội của các quý bà. Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, hãy cùng với chúng tôi theo dõi câu chuyện trên ngay bây giờ nhé. HV, nhân viên massage trên đường NZ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, tiết lộ vài sự thật trong những tiệm massage sang trọng. Đến nay HV vẫn còn ấm ức vì bị chuyển xuống làm tiếp tân ở tiệm massage vì lý do hết sức tế nhị là tốt dây xấu củ. V nói nếu không bị chê thì em đã được làm nhân viên phục vụ trong phòng rồi, đâu phải chạy lăng quăng thế này. Chẳng có mấy đồng mà còn bị chửi tối ngày. Thằng Dê mới vào làm 3 tháng, dù bề ngoài cù lần nhưng nhờ tốt củ xấu dây nên đã được sắm SH, dây chuyền vàng, quần áo bảnh bao, thỉnh thoảng còn được một madam chấm cho đi du hí phục vụ vài ngày. Mỗi chuyến kiếm được chục triệu là bình thường. Câu chuyện của HV nghe có vẻ buồn cười, nhưng mà buồn thật. Cậu ta nói, cũng là trai tráng thanh niên như nhau mà thu nhập của mấy thằng nhân viên massage nam cao cấp cả chục lần kẻ xấu số như em. Anh nghĩ có tủi thân không? Cách đây 3 năm HV được một cò giới thiệu vào làm nhân viên massage. HV có bộ mã vô cùng đẹp trai, cao lớn, da trắng, thư sinh. Chắc chắn rằng các cô gái trông thấy sẽ liếc nhìn ngưỡng mộ. V được cò nhân sự tuyển với những lời hứa sẽ sắm xe và sắm nhà trên thành phố. Lúc đó HV tặc lưỡi. Thôi cũng được, dáng làm cho có nhà cửa đàng hoàng rồi chuyển nghề cưới vợ. Dễ ai biết mình đã nhúng chàm đâu mà sợ. Với lại đàn ông con trai không còn zin thì cũng có sao đâu mà đáng đo. Trong khi đi làm công nhân cật lực cho lắm cũng chỉ đủ ăn, dư chút đỉnh là quý lắm rồi, lấy đâu mà ước với chả mơ có nhà có xe cộ. Bước vào nghề với niềm hy vọng thênh thang phơi phới, về như bị tạt gáo nước lạnh với vị khách đầu tiên. Hôm đó có một quý madam, cách gọi là khách hàng nữ, trạc tuổi 50, nồng nặc mùi rượu và nước hoa bước vào. Anh quản lý gọi các nhân viên ra cho madam chọn. HV lọt vào mắt xanh mỏ đỏ chót của madam. Dù đã được đào tạo trước, song V vẫn vô cùng hốt hoảng khi madam thản nhiên chút bỏ xiêm mi. Một tấm thân núc ních thịt, từng khối treo vào thân. Những vết nhăn sâu hằn quanh các sợi dây, cột các thớ thịt rơi ra. Madam nằm tênh hênh, bóp tay vào vai của HV, cười tít mắt. Đẹp trai, da thịt săn chắc dữ ha, dáng làm cho tới chị thường cho. Rồi madam nằm sấp xuống. HV dạ, dạ. Tay run run xoa các thớ thịt trên lưng của madam. Xoa bóp một lúc, bỗng madam bật ra, nằm ngửa trở lại, cầm tay HV ra một đường từ ngực trở xuống. Nhớ đúng bài HV tận lực thực hiện, madam cười khanh khách. Biết là mới vào nghề mà, chị chỉ cho. Cứ thế này này, đấy đấy, được rồi đấy. Thấy chưa? Miễn có nhiệt tình là ok, tiến bộ liền hả? Được một chút thì madam bật dậy, ôm chầm lấy HV, phả mùi rượu nồng nặc vào mặt. HV cắn răng chiều khách. Bàn tay madam mò mẫm từ lưng của anh trở xuống. HV chua chát kể tiếp. Tưởng là sắp vào phần chính, dè đâu mới đụng đến bộ phận đàn ông của em, bà ta sững sờ rồi quát. Ôi trời ơi, cái đồ ớt hiểm mà cũng vô nghề này à, và đạp cho em một cái. Về vội vàng, xỏ chân vào quần. Madam hầm hầm, lấy chiếc khăn quấn quanh người, bước ra cửa hét lớn. Quản lý đâu? Làm ăn thế này à? Hàng gì mà củ như ngón tay út, thì làm ăn được mẹ gì? Mất uy tín lắm rồi nha, lừa đảo. Quản lý chạy lên rối rít xin lỗi và năn nỉ. Lúc tuyển tụi nó, em sơ suất không kiểm tra. Bà chị thông cảm, thay hàng liền ạ. Hàng này đảm bảo chị hết chê. Nhân viên nam khác lên thay. Bước vào phòng đóng cửa lại, HV tủi thân bước xuống. Anh quản lý nói, thôi, mày chuyển qua làm tiếp tân đi. Số mày hỏng làm nhân viên được rồi. Trước khi bước đi, anh ta còn an ủi. Cũng may cho mày, mấy tháng trước, có thằng cũng nhỏ quá, bị madam kia tát cho mấy cái rồi đuổi đi đấy. Dọa là nếu trong tiệm còn loại điếc như vậy, tao đi tiệm khác.
chủ tiệm đành cho nghỉ việc đấy. Bạn của HV tên là Dê không đẹp đẽ gì cho lắm, da ngăm ngăm, mỏ nhọn như là mỏ chuột, nhưng nhờ cái tốt củ nên là đào ăn khách bậc nhất ở tiệm massage trên đường NG dập bóng hàng cây. Khi nghe lời khen nghề này sướng quá, được ăn, được nói, được gói mang về, Dê lắc đầu. Không phải vậy đâu, lầm chết, đừng có tưởng bở. Dê tiết lộ, khách hàng phần lớn là U50, có người đã U60 nên khi không còn xiêm mi, chẳng có gì hấp dẫn như thiếu nữ. Eo yếc thì chẳng còn, từng thớ thịt chất chồng lên nhau khiến cho người mới vào nghề phải dùng mình nhắm mắt một lúc rồi mới dám mở mắt ra. Dê được nhiều madam kết thuộc loại có đẳng cấp của tiệm. Madam nào qua tay Dê đều nghiền. Nhờ vậy mà tiệm có nhiều khách ruột vung tiền ra như rác để mua vui. Có lần một madam vốn là bà chủ của một cửa hàng vàng bạc ở quận 1, bao Dê đi du hí ở Nha Trang. Bà này như hổ dữ, quần cho em mấy ngày tơi tả, chân đi liêu siêu. Về tới thành phố, xe đưa Dê trả về tiệm. Dê bước lên cầu thang, trượt chân, ngã đập mặt xuống bậc tam cấp. May mà chỉ chấn thương nhẹ. Dê kể, rồi Dê kết luận, không sung sướng gì đâu anh ơi. Khách hàng giờ nhiều người có nhu cầu từ A đến Z. Đó là lời tâm sự của một cậu bé massage ở quán. L kể, em đã có nhiều năm trong nghề, cũng đã làm khắp nơi. Trước đây em làm ở Sài Gòn, mới ra Hà Nội được một thời gian ngắn. Thực ra ở đâu cũng thế thôi, nếu khách hàng nữ vào đây đã cần nam massage thì thường là sẽ có nhu cầu thỏa mãn cái kia. Nhất là những chị đã ở tuổi sồn sồn, thường thì chúng em không cần hỏi trước, chỉ thực hiện thôi. Nếu khách không từ chối thì chúng em cứ thế mà làm. Tiền boa thì cũng tùy khách, có người sông xanh thì cho nhiều hơn tiền boa làm thông thường. Ở Sài Gòn thì có nhiều khách quen thường xuyên gọi về nhà. Em mới ra Hà Nội nên cũng chưa có ai cả. Nhưng nếu có khách thì em cũng sẽ đi, xin nghề tử nghiệp mà. Làm nghề nào, quen nghề đó, nếu chỉ sống bằng tiền lương và tiền boa thông thường thì em không đủ tiền gửi về cho gia đình. Làm từ A đến Z, thường thì tiền boa sẽ gấp tới 10-20 lần. Thôi, vì miếng ăn cũng phải, cố thôi. L trải lòng. M cũng là một nhân viên trẻ tuổi của quán massage chân trên đường Đặng Văn Ngữ kể lại rằng nhiều bạn bè của cậu đã chấp nhận làm người tình trẻ của nhiều cô bác đáng tuổi mẹ mình để kiếm sống. Hầu hết những khách quen đến quán massage, khi đã quen mặt, quen tay thì thường chọn một đối tượng là nhân viên ruột của mình. Và khi vào massage thì thường các mẹ, các chị có yêu cầu chỉ massage chân và lưng. Dần dần thì những khoảng cách và ranh giới của những chiếc quần áo, áo ngắn, mặc như không mặc, không thể ngăn cản được những nhu cầu của hai bên, thì chuyện gì xảy ra, nó sẽ phải xảy ra. Khi khách có nhu cầu và nhân viên đáp ứng được yêu cầu thì sẽ có sự thỏa thuận giữa hai bên để có một mối quan hệ khá sòng phẳng, tiền tình. Tuy nhiên, trong giới massage cũng có những góc khuất của những con người coi đây là một nghề chân chính và có thể kiếm tiền một cách đàng hoàng. Nguyễn Văn Tê quê Đông Anh, Hà Nội kể, mình xuống Hải Phòng học nghề massage chân từ năm 15 tuổi. Cho đến nay, cậu đã có 8 năm trong nghề và cũng bôn ba nhiều quán trong Nam ngoài Bắc. Nói về nghề massage chân, Tê cho rằng xã hội có rất nhiều người nghi kỵ và nhìn nghề này bằng một ánh mắt không thiện cảm. Nhưng đối với Tê, đây là một nghề như bao nghề khác. Tê cũng phải lao động cật lực để kiếm tiền. Trải qua nhiều năm tháng làm nghề, Tê cũng gặp phải vô cùng nhiều những cám dỗ. Nhưng Tê bảo rằng cậu đã có người yêu ở quê và hai đứa đã hẹn thề bằng một đám cưới. Chính vì lời hẹn với cô gái thôn quê chân chất, Tê đã quyết tâm chỉ sống chân chính với nghề. Và khi đã có đủ lưng vốn, Tê về quê lập nghiệp. Cuối tháng nào cậu đạp xe ra bưu điện gửi tiền về cho mẹ, thấy lòng mình phấn chấn và thực sự hạnh phúc. Thưa quý vị, sau khi nghe xong câu chuyện trên thì quý vị có suy nghĩ như thế nào? Hãy bình luận phía bên dưới để cho Hồng Nhung cùng được biết. Và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Và xin được hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo. We'll be right back.